Tất cả các anh em đang xem video này nhé. Em sẽ làm video test con máy bắn vít đầu khoan. Đấy, hàng nội địa và một con này. Đông Trần, hàng chính hãng của thằng Trung Quốc. Đấy. Sẽ bắn con này trước nhé. Con vít này đã dùng lại, bốn con vít này dùng lại này. Ok chưa? Test thử dây lăng cho xem nhé. Vậy làm vẫn xuống bình thường nhé. Được chưa? Thế đã khỏe chưa? Đấy. Máy chuẩn nhé. Pin chuẩn luôn. 21V.